Ok, hello các bro này. Hôm nay lại là một video về Pokemon. Mình vừa mới đặt một số cái móc khóa hàng handmade làm bằng clay từ trên móc shop. Các bạn có thể lên Facebook tham khảo nha. Ok, mình cùng mở ra nào. Thích rất thích cái hộp. Oh my god. Đầu tiên là con Pikachu. Mình cũng quên mất tên của bạn này rồi. Đặc biệt nhất là Silent. Oh my gosh. Và cái cuối cùng là cái huy hiệu của Silent. Wow. Hình như chị ấy có đặt thêm cho mình cái gì ở đây đó. Wow. Mình không biết là cái gì nữa. Nhưng mà nhìn rất là ngầu. Thế cái hộp này rất là đẹp. Mình bóc cái này ra nha. Mình sẽ bóc Silent trước. Chị để móc khóa riêng. Nếu mà mình muốn móc thì mình chỉ cần đâm vô thôi. Oh my gosh. Nhìn rất là đẹp. Oopsie. Oh my god. Này làm hoàn toàn bằng tay nha mấy bạn. Mình sẽ để đây. Tiếp theo là con Pikachu. Đây là hàng của bạn Satoshi Kudo nha. Mình đặt giùm anh ý. Từ thôi. Đây là con Pikachu. Wow, nhìn cũng rất là đẹp và rất thích cái nón. Nhưng sao nó lại buồn ta. Nè, đặt Pikachu đây. Tiếp theo, đây là một con tên gì đó. Cái gì mà Mimi gì đó. Mình cũng quên mất tên rồi. Nó giả dạng làm giống, nhìn giống y chang con Pikachu. Nhưng thật ra nó không phải là con Pikachu. Nhìn cũng rất là đáng yêu. Ok, sẽ để đây. Và cuối cùng là cái huy hiệu. Si. Một con như vậy chỉ giá là 20.000. Còn cái huy hiệu này chỉ 15 thôi. Và cộng thêm một cái gì đó ở đây. Mình thật sự không biết cái này là cái gì. Nếu đó có phải là một con Pokemon. Thật sự nhìn nó không ra cái gì luôn á. Mình sẽ để nó đây. Và đây là cái huy hiệu. Mình sẽ làm cái này thành cái dây chuyền của mình. Ok, video của mình hôm nay rất là ngắn. Mong các bạn nếu các bạn thích video này thì hãy like và share để ủng hộ shop của chị Mốc. Còn các bạn thấy thích kênh của mình thì hãy subscribe cho mình. Mình sẽ cố gắng lên được 300 subscriber. Ok, video mình đến đây kết thúc. Bye bye.